về miền Tây là Hương nói Hương sống rồi, giờ một tháng không nói, một tháng luôn. Mà ở đây chị cảm ơn em nhiều lắm nha, cảm ơn em nhiều. Rồi bây giờ chạy lên làm chương trình nha, chị cảm ơn em nha. Đây là con về không? Tấm lòng khán giả cho dữ. Bỏ cho đàn chị, cho chị nhiều lắm, cho khán giả ăn luôn em, ăn phụ chị nè. Gái cầm xuống cho mấy anh, cho khán giả luôn, đi vòng coi coi được không, làm dâu được không. Rồi đây cắt đường á, có ăn đâu á, cái bộ gì vậy, cái này gì vậy, em chờ đợi mày lẹ đi, mày đi xuống lẹ chân lên rồi còn. Quá trời đồ ăn. Rồi, cảm ơn cô. Chúc Hương sẽ quay lại liền nha. Dạ, về hộp chương trình thôi là ba người nó chơi cái gì. Để em rửa chén rồi ra tiếp. Dạ.